báo chỉ 10 phút nữa thôi thì chương trình văn nghệ trên sân khấu sẽ chuẩn bị bắt đầu. Xin trân trọng kính mời quý văn khách, quý phụ huynh và các em thiếu nhi chúng ta cùng tiến vào khu vực ghế ngồi cùng tham dự chương trình văn nghệ. Xin được phép nhắc lại, chỉ vài phút nữa thôi thì chương trình văn nghệ trên sân khấu sẽ được phép bắt đầu. Xin trân trọng kính mời quý văn khách, quý phụ huynh và các em thiếu nhi chúng ta cùng về khu vực ghế ngồi tham dự chương trình. Cảm ơn. Đẹp vô.